Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ Nội vụ và các ban bộ ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026. Bộ Chính trị cho rằng đây là vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều cơ chế chính sách, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội. Khi triển khai thực hiện phải có lộ trình phù hợp, từng bước thận trọng, chắc chắn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Ban Kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 27, trong đó phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ Nội vụ và các ban bộ ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp thực tế để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Ngày 3 tháng 7, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2024 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Theo Nghị định số 80, mua bán điện trực tiếp là hoạt động mua bán giao nhận điện năng được thực hiện thông qua hai hình thức: mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng và mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia. Cụ thể, mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua đường dây kết nối riêng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Giá bán điện do hai bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 6 nghị định này. Luật đường bộ vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật có nhiều điểm mới, trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách. Cụ thể, Điều 59 Luật Đường Bộ cho phép lái xe, nhân viên phục vụ trên ô tô kinh doanh vận tải hành khách được từ chối chở khách khi khách có một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng trên ô tô, cản trở công việc của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác trên ô tô, gian lận vé. Tài xế cũng được quyền từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật cũng quy định tài xế, nhân viên phục vụ không được từ chối vận tải hành khách trừ những trường hợp nêu trên, không được gây khó khăn đối với hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, không được chuyển hành khách sang phương tiện khác khi chưa được sự đồng ý của hành khách trừ trường hợp bất khả kháng. Tài xế, người phục vụ phải có thái độ, lời nói, hành vi văn minh lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định, bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, thu tiền đúng giá vé niêm yết hoặc theo hợp đồng vận tải.